cắt giảm nhân sự, đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại Trung Quốc. Trang Hit China dẫn nguồn các báo cáo từ Trung Quốc cho biết, Samsung dự kiến sa thải hơn 1 phần 3 nhân sự, nhiều khả năng là các nhân viên kinh doanh smartphone. Nguồn tin cũng cho biết, ngoài việc cắt giảm nhân sự các bộ phận khác, nhân viên kinh doanh smartphone đứng đầu trong danh sách này, không chỉ cắt giảm nhân sự, 11 chi nhánh và văn phòng của Samsung tại Trung Quốc sẽ được sắp nhập thành năm. Hồi tháng 9 năm nay, sau khi đóng cửa nhà máy smartphone cuối cùng tại Huệ Châu, Samsung về cơ bản đã ngừng sản xuất các thiết bị di động tại Trung Quốc. Trong nửa cuối năm 2018, mảng smartphone của Samsung đã có tăng trưởng mạnh tại thị trường Trung Quốc. Chủ tịch của Samsung Electronics Greater China, Quan Huy Xian nhấn mạnh rằng, điện thoại Samsung đang trở lại cuộc cạnh tranh tại Trung Quốc. Tuy nhiên sau một năm, thị phần smartphone của Samsung tại đất nước đông dân nhất thế giới chỉ dao động khoảng 1%. Đây rõ ràng là một tín hiệu không khả quan cho Samsung.